Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 26 tháng 11 tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã gặp mặt 64 đại biểu là Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc cấp xã và Trưởng ban Công tác Mặt trận tiêu biểu đại diện cho 63 tỉnh thành phố trong cả nước về dự hội nghị biểu dương Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc cấp xã và Trưởng ban Công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2017-2022. Tham dự buổi gặp mặt có các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến, Trưởng ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài, các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam. 64 đại biểu vinh dự được Tổng Bí thư gặp mặt đại diện cho 299 đại biểu ưu tú dự hội nghị biểu dương Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc cấp xã và Trưởng ban Công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn từ năm 2017 đến năm 2022, đồng thời là đại diện cho gần 11.000 Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và hơn 90.000 trưởng ban công tác mặt trận trong cả nước. Đây là những đại biểu có thành tích xuất sắc, tuyệt đại đa số được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen trong dịp này. Nhiều đại biểu lần đầu tiên được đến thăm thủ đô Hà Nội, được vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, được đi thắp hương tưởng nhớ các vua hùng và đặc biệt vui mừng phấn khởi, tự hào được Tổng Bí thư gặp mặt. Bởi đây là một kỷ niệm khó quên của cuộc đời công tác, là nguồn động viên lớn lao để họ tiếp tục hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ được giao. Phát biểu tại buổi gặp mặt, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng đã đánh giá khách quan, toàn diện tình hình của Đảng, của đất nước và khẳng định công cuộc đổi mới đất nước đạt được nhiều thành tựu quan trọng, kinh tế, chính trị, xã hội và đời sống của nhân dân được nâng lên. Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. Để có được thành quả đó, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh chính là kết quả sự nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, trong đó có sự đóng góp rất quan trọng của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Mặt trận là một cái hoạt động, một cái tổ chức mà rất đặc biệt của Việt Nam chúng ta. Trên thế giới có mấy nước có mặt trận đâu. Mà của chúng ta thì là mặt trận đã có từ trước khi có chính quyền. Đảng cũng là một thành viên của mặt trận, nhưng mà Đảng lại là người lãnh đạo. Nhưng mà mặt trận là người tổ chức lực lượng để triển khai thực hiện đường lối chính sách của Đảng. Đây là một cái rất đặc thù của Việt Nam. Ngày xưa mà nói đến mặt trận Việt Minh thì các đồng chí thấy này, dân ta quý thế nào. Thay mặt lãnh đạo Đảng và nhà nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ghi nhận, đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương những nỗ lực, tâm huyết, trách nhiệm, tận tụy, hoạt động bền bỉ, sáng tạo, đoàn kết, gắn bó với cộng đồng, với người dân ở cơ sở của đội ngũ những người làm công tác, giữ vai trò quan trọng là Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và Trưởng ban Công tác Mặt trận. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ rõ, thời gian qua, Đảng, nhà nước ta đã có nhiều chủ trương, chính sách thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, thúc đẩy phát triển các khu vực vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn, tích cực xóa đói giảm nghèo. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn nhiều vấn đề nhân dân quan tâm, dư luận bức xúc như thiên tai, lũ lụt, dịch COVID-19 và một số dịch bệnh mới xuất hiện, mất an toàn về cháy nổ, giao thông, khiếu kiện, tệ quan liêu, tham nhũng tiêu cực, một số vụ án kinh tế tham nhũng đặc biệt nghiêm trọng. Nhấn mạnh những vấn đề này đặt ra yêu cầu cao hơn nữa đối với vai trò trách nhiệm của các cán bộ làm công tác mặt trận ở cơ sở. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lưu ý. Phải chăng chúng ta cần đặt tư tưởng dân là gốc, làm nền tảng cốt lõi cho hoạt động của các cán bộ làm công tác mặt trận ở tất cả các cấp. Muốn đất nước phát triển bền vững thì cần phải khoan thư sức dân, phải yên dân và trừ bạo, làm sao để mọi người dân được sống trong hạnh phúc, mạnh khỏe, an cư lạc nghiệp, hăng say học tập, lao động, đóng góp cống hiến cho gia đình, quê hương và đất nước. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu công tác tuyên truyền, giáo dục cần làm tốt hơn nữa, giúp người dân nhận thức đầy đủ, cụ thể hơn về nghĩa vụ và quyền lợi của mình, cũng như về vị trí, vai trò, thẩm quyền, trách nhiệm của mặt trận ở cơ sở. Muốn người dân tin yêu hơn, hỗ trợ giúp đỡ mặt trận nhiều hơn, mỗi cán bộ mặt trận cần tích cực gần dân, sát dân, gương mẫu, đi trước, đi đầu, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân, hướng nhân dân trong các công việc của cộng đồng, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ, không sợ khó, ngại khổ, bởi những gì chúng ta làm, cống hiến
sẽ được người dân, được nhân dân ghi nhận. Nêu rõ công tác giám sát, phản biện xã hội là các nội dung lớn đã và đang được Đảng, Nhà nước cụ thể hóa. Tổng Bí thư đánh giá có lúc, có nơi, có địa phương, mặt trận ở cơ sở vẫn chưa sử dụng hết quyền của mình trong hoạt động này, chưa nhận thức đầy đủ về vai trò, trách nhiệm, quy trình thực hiện. Thậm chí có nơi bỏ qua vấn đề, nội dung cần thiết có sự giám sát phản biện xã hội. Một số nơi còn tâm lý nể nang, ngại va chạm trong giám sát hoạt động khối cơ quan đảng, chính quyền. Tổng Bí thư đề nghị cán bộ mặt trận quyết liệt hơn nữa, nâng cao nhận thức, phát huy vị trí, vai trò của mặt trận Tổ quốc, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, không nể nang, né tránh và thực hiện thường xuyên, quyết liệt hơn nữa để thực sự đáp ứng kỳ vọng của nhân dân, sự mong đợi của xã hội. Sáng nay tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì hội nghị triển khai chương trình hành động của Chính phủ thực hiện nghị quyết số 24 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh vùng Đông Nam Bộ và hội nghị xúc tiến đầu tư vùng với chủ đề tư duy mới, đột phá mới, giá trị mới. Phát biểu tại hội nghị, phân tích các nhiệm vụ giải pháp để phát triển vùng Đông Nam Bộ với tư duy đổi mới, đột phá mới, giá trị mới, Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ rõ, tư duy mới là phải phát huy tính tự lực, tự cường, dựa vào nội lực là cơ bản, chiến lược lâu dài, ngoại lực là quan trọng, đột phá, phải xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, tích cực, chủ động hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất và hiệu quả. Thực hiện đột phá mới là phải có cơ chế chính sách đột phá, trong đó có cách thức, phương thức mới, huy động nguồn lực. Chúng ta phải xây dựng cơ chế chính sách, mà cơ chế chính sách là tiền, cơ chế chính sách là nguồn lực. Nhưng mà cơ chế chính sách đấy phải xuất phát từ thực tiễn, bám sát thực tiễn và tôn trọng cái thực tiễn khách quan. Các địa phương, các doanh nghiệp này, từ cái triển khai này nó vướng cái gì thì phải đề xuất rõ, luật nào, nghị định nào, nó vướng thế nào, các thứ thế nào. Và từ đó thì phải phân cấp nó ra để mà xử lý. Về giá trị mới, Thủ tướng Phạm Minh Chính phân tích, đó là phải mang lại tốc độ tăng trưởng nhanh hơn, đóng góp vào ngân sách nhà nước cao hơn, thu nhập bình quân đầu người phải cao hơn, sánh với khu vực và quốc tế, phấn đấu chỉ số phát triển con người cao hơn, ngang tầm với các nước phát triển. Đông Nam Bộ phải đi đầu cả nước, phát triển xanh, phát triển bao trùm, toàn diện. Cái giá trị mới của khu vực này là phải thế, phải góp phần quan trọng, đắc lực, hiệu quả, xây dựng cái nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, xây dựng cái nền kinh tế độc lập tự chủ, tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng toàn diện và thực chất hiệu quả. Xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, nhân dân Việt Nam hạnh phúc, ấm no. Thủ tướng tin tưởng Đông Nam Bộ sẽ hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, khẳng định tính đúng đắn, sáng suốt, kịp thời, hiệu quả của Nghị quyết 24 của Bộ Chính trị, cũng như Nghị quyết số 154 của Chính phủ. Trong khuôn khổ hội nghị, Thủ tướng Chính phủ chứng kiến lễ công bố thỏa thuận hợp tác và trao giấy chứng nhận đầu tư, biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư giữa Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố, vùng Đông Nam Bộ với các đối tác, nhà đầu tư với tổng số 20 dự án, tổng số vốn hơn 10 tỷ đô la Mỹ và hơn 5.000 tỷ đồng. Nhân dịp này, Thủ tướng đề nghị các đối tác, doanh nghiệp đã nói là phải làm, đã cam kết phải thực hiện, đã thực hiện phải đạt hiệu quả. Thực hiện hài hòa giữa lợi ích nhà nước, người dân, doanh nghiệp với phương châm lợi ích hài hòa, khó khăn, rủi ro, chia sẻ. Trước khi diễn ra hội nghị, Thủ tướng đã cắt băng khai mạc triển lãm ảnh Đột phá mới, tầm cao mới, trưng bày 140 bức ảnh, giới thiệu vẻ đẹp hiện đại, năng động, sáng tạo của vùng đất và con người vùng Đông Nam Bộ, khắc họa những thế mạnh về dịch vụ, công nghiệp, du lịch của tỉnh, thành phố trong vùng, những nét đẹp tiêu biểu trong đời sống văn hóa, tinh thần, đậm đà bản sắc văn hóa các dân tộc của đồng bào vùng Đông Nam Bộ. Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký ban hành công điện số 1123 ngày 25 tháng 11 năm 2022 về việc tăng cường phòng ngừa đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến cá độ bóng đá. Trong công điện 1123, Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo công an các đơn vị địa phương triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, nắm chắc tình hình, quản lý chặt chẽ các đối tượng địa bàn trọng điểm, tổ chức đấu tranh, triệt phá các ổ nhóm, đường dây, đối tượng hoạt động cờ bạc, cá độ bóng đá, nhất là trong thời gian diễn ra vòng chung kết World Cup 2022. Bộ Thông tin và Truyền thông tăng cường công tác tuyên truyền để người dân nâng cao nhận thức, không tham gia các hoạt động cờ bạc, nhất là cá độ bóng đá qua mạng Internet.
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam vừa ký chỉ thị số 21 ngày 25 tháng 11 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về thúc đẩy chuyển đổi số trong chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt. Để tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động quản lý nhà nước, tổ chức thực hiện các chính sách xã hội, tạo điều kiện để người dân tiếp cận các dịch vụ xã hội một cách thuận lợi, đặc biệt là chi trả không dùng tiền mặt, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Lao động Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Công an và các cơ quan liên quan thúc đẩy việc triển khai chi trả qua tài khoản, bao gồm tài khoản ngân hàng, ví điện tử, tài khoản mobile money và các hình thức hợp pháp khác cho các đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội, thực hiện chi trả không dùng tiền mặt cho các đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội ngay trong năm 2022. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ đạo các ngân hàng thương mại, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán, nghiên cứu có chính sách hỗ trợ, ưu đãi về phí dịch vụ thanh toán cho các đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội khi mở, sử dụng tài khoản ngân hàng, ví điện tử để nhận hỗ trợ từ ngân sách nhà nước. Thưa quý vị, sáng nay tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang đã tổ chức lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ đã anh dũng hy sinh trong chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc Tổ quốc. Sự lễ truy điệu có nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, lãnh đạo Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, lãnh đạo các bộ ngành trung ương và nhân dân tỉnh Hà Giang. Sau một thời gian nỗ lực tìm kiếm, 10 bộ hài cốt liệt sĩ đã được quy tập tại núi rừng Thanh Thủy, tỉnh Hà Giang về Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên. Đây là những chiến sĩ đã sát cánh cùng với quân dân Hà Giang, kiên cường bám trụ, anh dũng chiến đấu và hy sinh. Trong không khí trang nghiêm thành kính, các đại biểu thắp nén hương tưởng nhớ công lao to lớn của các liệt sĩ đã anh dũng hy sinh trong chiến đấu và bảo vệ Tổ quốc. Thưa quý vị và các bạn, tiến tới xây dựng lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc của Việt Nam chính quy tinh nhuệ là mục tiêu mà Bộ Quốc phòng Việt Nam, Cục gìn giữ hòa bình Việt Nam đang hướng tới. Đây cũng chính là nội dung đã được bàn thảo nhân chuyến thăm của ông Jean-Pierre Delacroix, Phó Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc tới Cục gìn giữ hòa bình Việt Nam. Từ tháng 6 năm 2014 đến tháng 8 năm 2022, Việt Nam đã cử 516 cán bộ, nhân viên lên đường làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại các phái bộ Nam Sudan, Cộng hòa Trung Phi, khu vực ABA. Đáng chú ý có 4 sĩ quan xuất sắc của Việt Nam đã trúng tuyển vào những vị trí quan trọng và làm việc tại trụ sở của Liên Hợp Quốc. Với đội hình đơn vị, Việt Nam đã triển khai 4 bệnh viện dã chiến cấp 2 tới phái bộ Nam Sudan, đặc biệt là đội công binh đầu tiên với 184 quân nhân sang phái bộ UNISA để thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình. Nhiều năm qua, hình ảnh bộ đội Cụ Hồ giản dị, yêu chuộng hòa bình đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng người dân, phái bộ và bạn bè quốc tế. Để tiếp tục sứ mệnh gìn giữ hòa bình, các sĩ quan Việt Nam luôn nỗ lực học hỏi các kinh nghiệm, các khóa huấn luyện để chuẩn bị những hành trang tốt nhất khi thực hiện nhiệm vụ nhằm thực hiện mục tiêu xây dựng lực lượng gìn giữ hòa bình chính quy tinh nhuệ. Sáng nay, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã tổ chức hội thảo khoa học tình hình công nhân viên chức lao động giai đoạn 2018-2023 và dự báo tình hình yếu tố tác động giai đoạn 2023-2028. Một số nội dung được quan tâm thảo luận sôi nổi tại hội thảo là vấn đề cho thuê lại lao động, chính sách đào tạo lại cho người lao động, chính thức hóa lao động phi chính thức. Phân tích, thảo luận về tình hình công nhân viên chức lao động trong giai đoạn 2023-2028. Các đại biểu cho rằng cần có những giải pháp để bảo vệ người lao động trước sự biến động nhanh chóng của thị trường lao động, phải bảo đảm cho người lao động thực sự thụ hưởng chính sách và thực hiện đầy đủ các quyền làm việc, quyền hưởng lương, quyền được hưởng an sinh xã hội. Đơn cử như nên đưa việc thưởng Tết bằng tháng lương thứ 13 vào quy định, chứ không nên để dịp gần Tết, người lao động lại phải thấp thỏm trông đợi được hay không. Đối với công tác dự báo, các đại biểu cho rằng cần phải phân tích được đặc điểm tình hình của giai đoạn 2018-2023, với việc thực hiện chương trình Đại hội 12-13 của Đảng, Đại hội 12 Công đoàn Việt Nam, mà trong đó có các vấn đề của công nhân viên chức lao động và công đoàn. Đặc biệt, cần phải nêu rõ số lượng, chất lượng, cơ cấu của công nhân viên chức lao động, điều kiện làm việc, thu nhập, tiền lương, điều kiện sống, cũng như tình hình thực hiện pháp luật lao động, đào tạo lao động, trình độ nghề nghiệp. Đó là một trong những cơ sở quan trọng để dự báo. Thưa quý vị, sau thời gian đình trệ do vướng mắc về thủ tục, dự án chống ngập do chiều cường với mức đầu tư hơn 10.000 tỷ đồng sắp được tái thi công và hoàn thiện trong năm 2023. Dự án chống ngập do chiều cường tại thành phố Hồ Chí Minh trong một năm qua không tiến triển được nhiều do vướng mắc các thủ tục, dù đã thi công đạt hơn 90% khối lượng công việc.
Mới đây, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã làm việc với nhà đầu tư và thống nhất trong tháng 11 sẽ tái ký phụ lục hợp đồng và tiến hành các bước thi công tiếp theo. Mục tiêu đến tháng 11 năm 2023 sẽ hoàn thành dự án. Ngoài dự án ngang triều này, Ủy ban nhân dân thành phố giao Sở Xây dựng tiếp tục nghiên cứu để tham mưu các dự án chống ngập khác. Tại thành phố Hồ Chí Minh, lực lượng chức năng đang triển khai nhiều biện pháp để xử lý nạn khai thác cát trái phép, tập trung ở một số khu vực giáp ranh, khu vực trọng điểm. Những ngày đầu tháng 10, Bộ đội Biên phòng thành phố Hồ Chí Minh liên tục phát hiện, xử lý nhiều xà lan, ghe, tàu khai thác cát trái phép. Mới đây, Biên phòng Đồn Long Hòa, huyện Cần Giờ tiếp tục phục kích, bắt quả tang các đối tượng sử dụng 3 xà lan để khai thác cát trái phép. Những phương tiện này có công suất rất lớn, chỉ trong vòng khoảng tầm từ 1 đến 2 tiếng là phương tiện bơm đầy. Là thứ hai là khai thác ở các cái vùng biển giáp ranh với Tiền Giang, Bà Rịa Vũng Tàu. Khi có sự kiểm tra kiểm soát của các lực lượng chức năng, đối tượng thường là nổ máy chạy về các tỉnh giáp ranh để trốn tránh các lực lượng chức năng. Nhu cầu san lấp và xây dựng ngày càng nhiều, trong khi các đơn vị được cấp phép khai thác ít đã đẩy giá cát tăng cao, khiến nhiều cá nhân bất chấp pháp luật khai thác cát trái phép. Khi mà có cái nguồn tin mà các cái đối tượng mà khai thác cát trái phép trên địa bàn đơn vị quản lý á, thì đơn vị cũng đã chủ động là báo cấp trên mà xây dựng kế hoạch, xong đó để thông báo các lực lượng đứng chân trên địa bàn để mà phối hợp. Trong đó cũng có các cái lực lượng tuần tra trên địa bàn, lực lượng tại địa phương đấy, như các cái phường ở khu vực đấy để mà quá trình phối hợp với cái lực lượng phối hợp với địa bàn tỉnh Đồng Nai để mà đánh bắt đấu tranh với các cái đối tượng để có hiệu quả. Từ đầu năm đến nay, các lực lượng chức năng tại thành phố Hồ Chí Minh đã bắt và xử lý 56 trường hợp khai thác, kinh doanh, vận chuyển cát không có nguồn gốc hợp pháp, thu giữ 107 phương tiện, tịch thu hơn 12.489 mét khối cát. Hiện lực lượng đặc nhiệm tiếp tục tăng cường xuống các địa bàn trọng điểm để tuần tra, bắt giữ các vụ việc vi phạm, đồng thời điều tra, xử lý nghiêm, có hiệu quả với nạn cát tặc. Dịp cuối năm Tết Nguyên đán, hoạt động buôn lậu dọc tuyến biên giới Tây Nam tại huyện Giang Thành và thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang diễn ra hết sức phức tạp. Lực lượng chức năng của hai địa phương này cũng vì vậy mà phải tăng cường tuần tra suốt ngày đêm. Tại cửa khẩu quốc tế Hà Tiên đã liên tiếp phát hiện và bắt giữ hai vụ vận chuyển hàng trái phép qua biên giới. Cụ thể, tại cột mốc 311 đến cột mốc 311/3 thuộc tổ 14 khu phố Thạch Động, phường Mỹ Đức, thành phố Hà Tiên, lực lượng chức năng đã phát hiện bắt giữ 4 vụ thuốc lá lậu, thu giữ 4.000 gói thuốc lá các loại. Trước đó, vào rạng sáng ngày 24 tháng 11, tại khu vực cột mốc 310/2 cũng thuộc phường Mỹ Đức, đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Hà Tiên cũng phát hiện vận chuyển 1.000 gói thuốc lá ngoại nhập lậu. Các cái chủ đầu lậu là vận động rồi là đưa ra các cái hình thức giá cao để bà con mang vác hàng hóa qua biên giới, thì cái công tác tuyên truyền chúng tôi đưa lên hàng đầu và hiện nay đã đạt được cái kết quả rất khả quan. Có thể thấy tình hình buôn lậu dọc tuyến biên giới phía Tây Nam từ đầu năm đến nay cơ bản được kiểm soát, số vụ vi phạm giảm so với cùng kỳ, không phát sinh điểm nóng, góp phần ổn định thị trường hàng hóa phục vụ nhu cầu sản xuất, tiêu dùng của người dân. Tuy nhiên, các hành vi buôn lậu vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới vẫn diễn ra với phương thức nhỏ lẻ, chủ yếu trên tuyến biên giới Hà Tiên, Giang Thành và Bắc đảo Phú Quốc, tập trung vào các mặt hàng thuốc lá điếu, đường cát, mỹ phẩm. Đồn biên phòng sẽ tổ chức cái lực lượng vận động quần chúng cũng như tất cả các cái biện pháp khác để tăng cường xuống địa bàn để vận động mà nhân dân thực hiện theo cái luật biên phòng để bà con ổn định đời sống sản xuất. Hiện nay đang vào thời điểm cung ứng hàng hóa cuối năm cũng như phục vụ dịp Tết Nguyên đán, lực lượng bộ đội biên phòng phối hợp chính quyền địa phương triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp kiểm tra kiểm soát hàng hóa trên thị trường, ngăn chặn tình trạng buôn lậu hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, vận động nhân dân trên địa bàn, nhất là khu vực biên giới biển đảo, không tham gia hoặc tiếp tay cho các hoạt động buôn lậu và tích cực tố giác đối với các hoạt động này. Thưa quý vị, Long An hiện có hơn 100 hộ dân từ Campuchia trở về quê hương với gần 500 nhân khẩu đang tạm cư tại xóm Việt Kiều, khu dân cư ấp 2, xã Vĩnh Bình, huyện Vĩnh Hưng. Hơn 80% người dân Việt Kiều trở về quê hương không biết chữ, hơn 140 em từ 6 đến 14 tuổi không có giấy khai sinh nên không thể đến trường. Và để giúp các em xóa mù chữ, địa phương đã tổ chức các lớp học vào buổi tối để dạy cho các em biết đọc, biết viết. Đã 2 năm, cứ đến 18 giờ, các giáo viên trường tiểu học và trung học cơ sở Vĩnh Bình
thay phiên nhau đi cả chục km đến trụ sở văn hóa ấp 2, xã Vĩnh Bình để dạy chữ cho trẻ em Việt kiều Campuchia trở về quê hương cùng gia đình do chưa có đủ điều kiện đến trường. Điều kiện khó khăn, rồi cơ sở vật chất cũng khó khăn, thì trường và nói chung giáo viên ở đây cũng mong rằng xã hội và những cái cơ quan ban ngành chung tay góp sức cùng với trường để mà có thể giúp đỡ cho những cái hoàn cảnh khó khăn này biết được con chữ, tiếp xúc với đời với một cách là tốt hơn, rồi cho các em có thể là mỗi ngày các có một cái tương lai tươi sáng hơn. Để giúp cho trẻ em Việt kiều Campuchia biết chữ, địa phương đã tổ chức các lớp học vào buổi tối để các thầy cô thay phiên nhau dạy con chữ cho gần 40 em học sinh học chương trình lớp 1 và 2. Ngoài ra, các chiến sĩ đồn biên phòng Tuyên Bình cũng tổ chức dạy chữ cho khoảng 60 em từ lớp 1 đến lớp 5. Hiện tại đã có khoảng 30 em đã thoát được mù chữ. Nhu cầu học của người của bà con di dân và gia đình rất là lớn. Tuy nhiên do cái điều kiện của địa phương khó khăn cho nên là chỉ mở được 2 lớp phổ cập ban đêm này thôi. Tỷ lệ người dân cần xóa mù chữ tại xóm Việt kiều này lên đến 80%, nhưng địa phương thiếu nơi dạy, sách, vở và bút. Trẻ em thì thiếu giấy khai sinh. Hiện tại địa phương đã vận động được Mạnh Thường Quân xây dựng thêm chỗ dạy học, nhưng chưa giải quyết được hết nhu cầu học chữ. Địa phương rất mong các tổ chức chính trị, xã hội hỗ trợ địa phương mở nhiều lớp học tình thương để các thầy cô dạy chữ, rèn người cho trẻ em, dạy chữ cho người lớn. Thưa quý vị, những thông tin vừa rồi đã kết thúc phần tin trong nước tối nay.